Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2022, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để cho bà con mình tham khảo nha. Thì thưa bà con, hiện nay đó, những ngày vừa qua thì bà con ghi nhận là giá mít của mình là có chiều hướng giảm đó bà con. Riêng ngày hai ngày hôm qua thì chừng lại ở cái mức cũng không phải gọi là tốt. Tuy nhiên đó cũng là một cái tín hiệu tốt để cho mình biết được rằng là giá mít không lao dốc nữa. Và trong cái thời điểm này mà giá mít chững lại thì cũng là một cái điều để mà mình đỡ phải lo lắng hơn. Tại vì cái thị trường mít Thái hiện nay đang biến động khó lường nha bà con nha. Mình hoàn toàn bị động và phụ thuộc vào thị trường bên chợ Trung Quốc. Cho nên á, khi mà giá lao dốc là mình sẽ không biết cái điểm dừng của nó luôn. Mặc dù là thời gian trước đây là sẽ có những cái dự đoán được chính xác về thị trường này. Tuy nhiên bây giờ thì rất là khó nha bà con nha. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay thì thưa bà con là so với chiều hôm qua thì giá vẫn đang ổn định. Cho nên mình vẫn tiếp tục là hy vọng là giá sẽ chững lại ở đây và quay đầu trở lại để có thể tăng nha bà con nha. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang sáng nay mít nhất là 15.000, mít nhì là 9.000 và mít ba là 5.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh mít nhất là 14.000, mít nhì là 8.000 và mít ba là 4.000. Tại khu vực miền Đông mít nhất là 12.000, mít nhì là 7.000, mít ba là 3.000 đồng. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn, tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá có thể chênh lệch thấp xuống từ 1 đến 2.000 đồng nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.